Rồi, chào mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhiều tổ hợp để nhảy bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Ở sau mình có khớp nhạc chậm với mọi người khoảng hơn nửa bài. Link bài nhảy cùng chiều nhạc chuẩn mình để dưới phần mô tả nha. Nhấp vào chữ V dưới video là sẽ có nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tổ hợp thứ nhất. Với tư thế như thế này, chúng ta bắt đầu đi nè. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy nha. Chúng ta đi lại nè. Đơn giản lắm ạ. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, với tư thế này ta sẽ chuyển sang tổ hợp số 2. Chân phải đi lên rồi đi xuống nha. Rồi, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4. Như vậy nha. Chúng ta đi lại nè, với tư thế như thế này. Rồi, chân phải 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4. Với tư thế này, chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4. Như vậy, tổ hợp này dễ cho nên chúng ta đi một lần như vậy thôi nha. Chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp số 4 nè. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4. Như vậy nha. Rồi chúng ta đi lại nè, với tư thế như thế này. Rồi, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4. Như thế nha. Bây giờ sẽ là tổ hợp tiếp theo. 2, 3 chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta thả tay xuống theo nhạc. Như vậy nha. Đi vòng tròn là bằng chân phải nhé mọi người. Rồi ta đi lại nè, với tư thế như thế này ha. Rồi 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó ta thả tay xuống. Như thế là hết rồi đó. Chúng ta sẽ bắt đầu đi lại tổ hợp dạo nhạc ở giữa và múa lại từ đầu thôi. Bài này chúng ta sẽ múa hai lần giống nhau, cho nên bây giờ chúng ta sẽ tập chậm một lần thôi nha, khoảng hơn nửa bài ha. Thank you.
Rồi, cứ như thế chúng ta sẽ bắt đầu nhảy lại tổ hợp số 1 cho đến hết bài. Thế thôi nha. Rồi, đừng quên đăng ký kênh, bật biểu tượng chuông và nhấn like nha mọi người. Câu này mình nói hoài thôi, nhớ ủng hộ cho mình với ha. Rồi, cảm ơn ạ.